Hello mọi người nhé, mình quay cái video thật là nhanh để cho mọi người dễ hình dung ra tưới phân cho cây. Thì đầu tiên trước khi tưới mình sẽ tưới sơ cái cây trước để cho cái lượng nước, lượng sương còn đọng ở trên lá nó sẽ rớt xuống và nó làm cho cái rễ mình nó bắt đầu nó có cảm nhận của nước trước. Đấy. Và sau khi mọi người tưới sương nước cho đất nó mềm và rễ nó thở như thế này thì bắt đầu mọi người sẽ hòa. Mọi người sẽ canh cái humic của mình, mọi người hòa vào trong cái thùng nước có sẵn. Cái này là mình đã đổ trước rồi. Humic rồi. Đây mọi người nhìn đây. Bạn nào sử dụng humic của mình rồi thì mọi người sẽ thấy cái humic mà khi hòa tan với nước nó sẽ tạo ra cái màu đen tuyền như thế này. Đấy, cái màu đen tuyền như thế này. Và mọi người sẽ hòa cho mình là cái lượng nước đó là một chai này dùng cho 500 lít nước. Một chai này dành cho 500 lít nước đến 800 lít nước nha mọi người, một chai 1 lít đó. Và sau khi mọi người tưới xong cái và mình cho ra thùng như thế này, mình cho ra thùng mình tưới thì mỗi chậu mình sẽ tính cái lượng ăn vừa phải cho cây, mình tính như thế nào để cho cái cây nó ăn từ từ, tập cho cây nó ăn từ từ, nó giống như nuôi một đứa trẻ. Mọi người cho ăn một chén, bữa sau cho ăn chén rưỡi, hai chén, cứ thế tăng dần lên. Thì sau khi mọi người tưới cái humic xong ấy thì cái lượng phân nó sẽ bị đọng ở trên cái thành lá. Nhất mà mọi người mà không tưới sương lại thì nó gặp nắng nó sẽ làm cháy lá. Thì tốt nhất cho mọi người sau khi tưới phân, tưới humic thì mọi người sẽ rưới, tưới sơ lượng nước lại. Đây, tưới sơ, tưới cho cái cành nhánh nó bị lung lay nha mọi người, để cho cái lượng phân mà nó còn sót lại trên mặt lá nó sẽ rơi xuống dưới chậu. Đấy, để cho cái lượng phân nó đều hơn. Và tránh tình trạng mọi người sau khi tưới phân mọi người tưới nước thật là nhiều. Đừng nhớ mọi người. Đây, cái lượng phân mình đã nằm sẵn ở trong chậu rồi, nó hòa tan và nó đã đều trong chậu rồi thì mọi người đừng tưới. Để mọi người, nếu mọi người tưới thì cái lượng phân mọi người tưới nó sẽ bằng không, bởi vì lượng phân nước vào nó sẽ đẩy lượng phân xuống. Thì để yên như thế này cho cây nó ăn trong vòng ngày hai ngày, ngày rưỡi thì mình bắt đầu mình tưới. Trong thời gian đó mình tưới sương nước thôi, đủ cho cây nó, cái rễ nó thở, nó hút nước thôi mọi người. Không nên tưới nhiều, vì trong thời gian giai đoạn mà sau tưới phân thì cây bắt đầu nó sẽ ăn. Thì nó ăn sau khoảng 3 ngày bắt đầu cây nó có cảm nhận của phân rồi, thì cứ thế mọi người tăng liều lên cho những lần sau. Cho những lần sau thì mọi người tăng liều nó như thế nào thì vẫn y cái lượng mà mọi người hòa tan trong đó, mọi người cho ăn nhiều hơn, tức là tăng cái lượng nước mình tưới vào trong cây nhiều hơn, chứ đừng hòa đậm đạt hơn nhé mọi người. Cái liều lượng nó là phải chuẩn tuyệt đối, còn lại cái lượng phân sau khi hòa tan mình tưới cho cây mình sẽ tăng dần thêm. Bữa nay tôi cho mày ăn 1 lít thì bữa sau mình cho ăn lít 1. Đấy, bữa sau nữa mình cho ăn lít 2, lít 5, lít 7, 2 lít. Đấy, mọi người cứ tăng dần như thế và tránh tình trạng để cho đất khô. Đất khô thật khô thì mọi người lấy cái nước mọi người tưới cho ầm một phát thì nó rất là dễ bị cháy rễ nha mọi người. Cháy rễ, nghẹt rễ, chống sốc rễ. Đấy, đó là tình trạng mà tưới bị sai. Còn nói tưới đúng thì y như cái video mình đầu tiên mình nói mọi người. Đó là tưới nước trước cho cây nó lại nở rễ trước, cái rễ nó cảm nhận phân mình trước, sau đó mình tưới hòa phân và tưới phân lên trên cái cây xong thì bắt đầu mình ra sương nước lại để cho cái lượng phân nó còn dính trên cái lá nó bị rơi xuống. Đấy, vì nếu mình nói thật là nhanh để cho mọi người dễ hình dung ra. Và cái này thì mình tưới ở cái liều lượng đó là một thùng này mình tưới cho một đám nửa đám như thế này, và còn lại mình sẽ tưới tiếp như thế này, cứ thế công việc nó hoàn toàn như thế mọi người, và cho nó ăn đều như bắp như thế. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi mình làm tiếp đó. Rồi mình cho lượng nước vào và mình khi đài thì bắt đầu mình ký sách xô đi tưới. Đây, nó đơn giản như thế đó mọi người. Hello, chào mọi người đó.